thì cưới về thì cô ơi, ngày hôm trước ngày hôm sau là cô lên Hà Nội luôn mà. Cô làm dâu luôn đó hả? Vâng, thì có làm dâu đâu. Em làm một ngày. Mình làm dâu. Làm một ngày. Làm dâu một ngày. Trước hôm mà đi lấy chồng ấy, thì mẹ đẻ em có dặn là mẹ đi lấy chồng cẩn thận, thì buổi sáng phải dậy sớm, mẹ quét nhà quét cửa rồi nấu ăn cho mẹ chồng, bố mẹ chồng nhớ chưa, ở nhà thì rồi ớ là lười. Em có nhớ không? Dạ, nhớ đi, nhớ cái lời dặn. Mà hôm đấy không hiểu sao lại ngủ đến 10 giờ sáng thế đấy. Trời ơi, nhà em ngày nào mẹ cũng lau, lúc nào sạch bóng luôn ấy. Thì đến thứ bảy chủ nhật thì em có thấy nó có một tí cát nào đâu. Thế nào? Đâu là không có cơ hội nào liếc đấy thì không mẹ không cần ấy. Dạ. Thế nhưng mà mỗi cái là kêu phải dậy sớm mà phụ giúp kiểu cho con ăn uống hay cho mẹ, nhưng khập không sao cũng khập không sao. Cháu của mẹ lo chứ, nói gì con lo. Chị ơi, chị có muốn nói gì không? Nói gì nữa, mà chính là vậy nó khỏe, con mày mốt còn có chồng vậy luôn đi. Xin chào MC Quyền Ninh, chào MC Lê Lộc. Dạ. Tên tôi là Nguyễn Thị Dương, tôi đến từ Hà Nam. Hiện nay đang sống ở Hà Nội với con trai, với con dâu. À. Dạ. Bao lâu mới về Hà Nam một lần? Thì cứ tùy theo, có khi một tháng, có khi mấy tuần. Nhưng mà sống với con dâu ấy, sống riêng mình nào sướng hơn? Chắc chắn là sống riêng sướng hơn rồi. Vậy là cô dâu hơi làm khó mẹ chồng nha. Em biết à, đó. Làm sao mà để mẹ chồng thấy rằng là ô, sống với con dâu sướng hơn ở riêng. Nhưng mà chắc có thể là hai mẹ con mình mới về ở chung với nhau đúng không chị? Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? À dạ, em làm dâu mẹ chồng em được 11 năm rồi ạ. 11 năm rồi. Dạ vâng. Ôi trời, vậy xin mời chị giới thiệu về mình chút xíu đi ha, cho khán giả được biết rõ hơn ạ. Dạ vâng, em xin kính chào anh MC Phi Linh. Dạ. Xin chào MC Đại Lộc. Dạ. Em tên là Hồng, thì năm nay em 35 tuổi. Công việc em là kinh doanh, em đến từ Hà Nội. Dạ. Mấy cháu? Dạ em được hai cháu ạ, hai bạn trai ạ. Anh trai lớn nhất là bao nhiêu rồi? Bạn ấy 10 tuổi ạ. Còn bé nhỏ? Bạn 5 tuổi ạ. Con trai em được 10 tuổi thì cũng là 10 năm lên sống với gia đình em ạ, trên Hà Nội. À tức là mẹ mới sống có 10 năm thôi. Vậy thấy cũng nó chưa sướng bằng đúng không? Vậy thì cô dâu phải chăm sóc mẹ chồng làm sao sống tới năm thứ hai mà nó ôi sao ta không cần ở riêng nữa, ta phải ở với con dâu thôi. Em cũng mong mẹ em sống với em mấy chục năm nữa rất là nhiều. Đấy, đúng rồi. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô nàng dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Thật ra thì đúng là cái lần đầu tiên thì cô ấy là về chơi với con gái. Thì hai chị em cùng lớp là thân nhau là dẫn về chơi, chứ lần đấy là cũng chưa có ấn tượng gì, là cũng chưa giới thiệu là con dâu hay gì cả. Sau là mãi sau là con trai mới về mới bảo là đấy là yêu bạn đấy. Thế là thì tôi cũng bảo mới con trai là ui trông có vẻ bé người, xong rồi lại còn cận nữa chứ. Thế là bảo nếu mà cận như thế thì ít nữa mà chăm con thì theo khi lại khó khăn. Mẹ có chăm chăm con. Mẹ rất là tiên vị nha, mẹ con trai mẹ cũng bị cận. Mà mẹ chỉ trách con thôi. Thế nhưng mà con trai hồi đấy chưa mẹ có đâu thấy đấy. Với chị thì chị có ấn tượng gì với mẹ chồng khi mà lần đầu tiên gặp bác không ạ? Vâng, thì lần đầu tiên thì gặp mẹ chồng ấy thì lúc đấy là về chơi nhà cô bạn thân thôi. Về với tư cách là bạn bè thì lúc đấy thì coi mẹ là cũng mẹ của bạn cũng như là mẹ của mình thôi. Rất là vô tư, mà thậm chí lúc đấy còn tham ăn ấy, còn không ý tứ gì luôn, không nghĩ là mình sẽ làm dâu của nhà mẹ. Lúc đấy mà em mà nghĩ em làm dâu chắc em sẽ kiểu ngoan hiền hơn. ý tứ hơn. Dạ. Hồi đấy về thế là rất là vô tư. Vừa là bác ấy bác có cái gì ăn không cho con ăn với. Chắc là lúc đấy mẹ nghĩ là con bé này tham ăn rồi là. Lúc đầu là về chơi với bạn thôi. Bạn, vâng. Rồi sau đó mới thấy anh trai của bạn hả? Vâng. Em ấn tượng chồng mình trước hay là mẹ chồng mình trước? Mẹ. Rồi bao lâu thì mình cưới? Từ lúc quen đó thì bao lâu mình cưới? Tầm khoảng 2 năm. Lâu gần 2 năm. Thì trong 2 năm thì chắc là qua nhà suốt đúng không? Dạ cũng không ạ. Không qua mấy. Em thì ở Hải Phòng, mẹ em thì ở Hà Nam. À. Chúng em học ở trên Hà Nội. Sau đó đến gặp nhau Hà Nội, mỗi nhà một tỉnh khác nhau đấy ạ. Hải Phòng mà tới Hà Nội cũng trăm mấy chục cây số. Vâng, gần 120 cây ạ. Rồi đấy, vừa xe xong lại con này này. Người nhỏ không lại cất xa và lấy xa, thế là con trai nó lại bảo đây chứ thôi mẹ bây giờ phương tiện nó cũng dễ mà. Thế là thôi thì mẹ áng lại bảo thôi thì tùy các con. May là mẹ nói tùy đó, mẹ nói không được đâu. Đấy, mẹ áng là mệt rồi đó. Vô tư là mẹ lại bảo là thôi tùy các con thì đấy là do các con. Dạ.
khi mà ngày cưới về đó cô, rồi hai mẹ con mình có cuộc sống như thế nào ạ? Có gì cưới về thì cô ơi, ngày hôm trước, ngày hôm sau là cô lên Hà Nội luôn mà. Trốn làm dâu luôn đó hả? Vâng, thì có làm dâu đâu. Em làm một ngày. Mình làm dâu. Làm dâu một ngày. Một ngày đó em nhớ làm dâu một ngày làm gì nè. Thực ra kể ra thì rất là xấu hổ anh ạ. Trước hôm mà đi lấy chồng ấy, thì mẹ đẻ em có dặn là mày đi lấy chồng cẩn thận, thì buổi sáng phải dậy sớm này, quét nhà quét cửa rồi nấu ăn cho mẹ chồng, bố mẹ chồng, nhớ chưa, ở nhà thì lười ơi là lười. Em có nhớ không nào? Nhớ đi, nhớ cái lời mẹ dặn. Mà hôm đấy không hiểu sao mọi người ngủ đến 10 giờ sáng như vậy. Thế là vội vàng chạy thục mạng ra, thế là mẹ để con nấu ăn sáng cho. Lúc đã 10 giờ sáng rồi, lúc ấy thấy mẹ nấu xong hết rồi, rất là ngại. Lúc đấy chắc là mẹ ghét lắm ấy. Không, nói chung là cũng mẹ cũng chả ức đâu mà thôi, kiểu mẹ cũng rất là tâm lý. Dạ. Kiểu thôi con dâu mới về thì thôi, vừa mới ngày cưới của nó thì chắc nó cũng mệt thì thôi cứ kệ cho nó ngủ, lúc nào nó dậy thì nó dậy chứ. Sau đó thì về làm dâu, mẹ chồng thấy hợp với con dâu mình cái gì nè? Thì cũng biết sống, biết trên, biết dưới, cũng hiếu thảo với bố mẹ, cũng thoáng tính. Đấy, chỉ được có như thế thôi chứ còn cô này thì cũng bừa bộn lắm, cũng bừa bộn nhiều nhiều tật xấu. Mà đấy, chăm con thì đúng là nói thì không phải nói gì đâu, nhưng mà giặt cho con cái khăn có khi mẹ còn chưa, cũng còn không ưng. Dạ. Đấy. Vậy đó hả? Mẹ hết. Trong tâm mình nghĩ mà thôi, thứ bảy chủ nhật thì cũng nghĩ là muốn nó giúp mình một tí, nhưng thôi lỡ chả biết gì nào. mình hết đấy, bè muốn cho cháu ăn cái gì cho cháu ăn, nó chả cần quan tâm nữa. Ôi, với mặt không kịp, nó chả cần quan tâm gì cả, nó cứ kệ mẹ, muốn cho cháu ăn gì được. Nhưng mà cô ơi, những cái lúc mà cô làm một mình như vậy thì cô có nói với chị không, giống như là mình chia sẻ để mà cho chị hiểu? Cô lại ngại, cô không nói, kiểu cũng nghĩ là thôi thì những cái ngày thường ấy. Dạ. Thì con nó cũng đi làm kiểu từ sáng đến tối thì thôi. Dạ. Thì mình nghĩ là thôi mình ở nhà thì mình cũng giúp đỡ cho nó. Nhưng mà đấy, cũng mong muốn là cô là thứ bảy chủ nhật thì cô đỡ mẹ đi một tí, nhưng thôi không, kệ, cũng kệ mẹ. Hành chính là làm dâu thì hay nha, có kệ mẹ cũng làm chứ canh dành chi cho nó mệt. Đấy, rồi con mình rồi nó mất công rồi, mẹ chăm sóc cả gì cho nó mệt. Anh ơi, bởi vì thế này ạ, con có thể giải bày một tí không? Bởi vì là trời ơi, nhà em ngày nào mẹ cũng lau, lúc nào sạch bóng luôn ấy. Khi đến thứ bảy chủ nhật thì em có thấy nó có một tí cát nào đâu. Thế là không có cơ hội nào là... liếc đấy thì không mẹ không cần ấy. Dạ. Thế nhưng mà mỗi cái là kéo phải dậy sớm mà phụ giúp kiểu cho con ăn uống ấy cho mẹ, nhưng không cho luôn. Cũng không cho luôn. Cháu của mẹ lo chứ, nói gì con lo. Chị ơi, chị có muốn nói gì không? Nói gì nữa. Mà chính là vậy nó khỏe, con mai mốt con có chồng vậy luôn đi. Con mới nói thôi ăn uống mẹ muốn chăm sao chăm kệ, con khỏi để tranh luận á, chính ra nha nàng dâu á. Thôi mẹ, con phải chăm con thế này, con chăm kia, cãi nhau với mẹ chi, giao luôn cho mẹ là khỏi cãi, tự mẹ làm tự mẹ lo luôn. Thế gọi là con rất là tin tưởng mà mẹ. Đúng rồi, con dâu thế là tin tưởng mẹ, yêu thương mẹ mới giao con mình cho mẹ luôn. Thành nào mình tin tưởng lắm á. Nhưng mà rồi chị có thấy mình hợp với mẹ điểm nào không? Mẹ rất là vui tính. Dạ. Nói chung là hai mẹ con tính sởi lởi, bập trực có gì nói đấy, nên là không bao giờ hai mẹ con để bụng gì đâu. Và một điểm nữa là mẹ và em ấy đều là những người mà thích giao lưu xã hội, kết bạn. Ví dụ ở địa phương ấy thì mẹ thường tham gia các hội văn nghệ ở địa phương ấy, rất là vui vẻ, nên là tính mẹ chắc là như thế, nên là mẹ vui vẻ, mẹ đỡ mắng em. Còn em thì em cũng thích kết nối các hoạt động cộng đồng, ví dụ như là em thích thời trang thì em thường sáng lập những cái hội thời trang để kết nối tất cả các chị em của Việt Nam hoặc sống ở nước ngoài. Năm ngoài em có thành lập cái hội là hội nghiện Blazer và Vest, kết nối tất cả những tín đồ yêu Vest và Blazer tại Việt Nam. Sau 4 năm thì cũng có hơn 100.000 thành viên. Hay quá nhỉ. Vâng, thì tức là hai mẹ con thích hoạt động giao lưu như thế, nên là vui vẻ. Mẹ mẹ đỡ khó tính với em hơn. Em mê thời trang, có chăm sóc quần áo cho mẹ không? Có. Có hả? Nó mua hay nó may? Nó mua. Đây là bộ này em may, em chọn cho mẹ đấy. Ôi, thời trang là con dâu lo hết. Vâng. Đó, bù lại con dâu không bù có lo lại. Chăm sóc con cái, không lo nhà cửa. Con dâu chỉ có nhiệm vụ là lo quần áo thôi. Vậy là vui rồi đúng không? Vâng, thì cũng vui. Rồi chị ơi, cái giai đoạn mà mình có em bé đó chị,
rồi hai mẹ con mình chia sẻ với nhau như thế nào chị hả? Thì như người mẹ đã nói đấy thì chia cái gì nữa mà chia, đâu có cần chia, mẹ làm hết rồi chia chi. Ừ, phải không? Ừ đó. Mẹ rất là đảm đang, rất là tâm lý, mà mẹ thế hệ trước ấy, và mẹ luôn luôn là tìm hiểu những cái phương pháp chăm chăm con mới nhất mà hay nghe đài độc báo ấy, rất là cập nhật cái xu hướng này nè. Em rất là tin tưởng luôn, tin tưởng mẹ lắm. Mẹ lại còn kỹ năng chăm bé từ các cụ người thưa truyền lại, cộng với lại cái kiến thức mà bà luôn cập nhật bây giờ, thế nên là tin tưởng ạ. Thấy chưa, trong câu chuyện mẹ chồng nàng dâu những cái mâu thuẫn luôn luôn xảy ra trong cái vấn đề là chăm con nè. Mà trong gia đình làm không có chăm con lấy gì xảy ra mâu thuẫn đấy. Các cụ dâu thân mến, đừng bao giờ tranh giành cái chuyện chăm sóc con cái gì. Giao luôn cho mẹ chồng, cho mẹ chồng mà chơi. Anh ơi, với lại thế này, em nghĩ thế này, em cứ nhìn chồng em và em dâu em, mẹ em nuôi dạy rất là tốt, em thấy rất là ngoan, rất nề nếp và mọi thứ rất là tốt đẹp. Thế nên em, trời ơi, ngày xưa mẹ đã dạy hai con của mẹ như thế rồi thì hai con của con cũng muốn là mẹ lo luôn. Vâng, mẹ hướng dẫn, tin tưởng tuyệt đối 100%. Nếu như vậy thì cái bé đầu tiên hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào chị nhỉ? Bé đầu tiên thì em gần sinh bé trước 2 tuần thì mẹ lên với em, và sau đó thì vào sinh thì mẹ cũng vào sinh với em vào phòng dự sinh ấy. Hồi đấy thì còn trẻ mà, thế là chồng cũng lóng nga lóng ngóng, không là mẹ để tao vào đấy. Thế là mà mẹ vào phòng dự sinh với em, lúc đấy chưa kinh nghiệm và trong phòng sinh rất là đau lăn lê bò toài. Thế là lúc ấy mẹ đẻ em thì lại ở xa chưa về kịp, thế là có mỗi mẹ ở đấy thôi bên cạnh. Thì lúc cái mẹ cứ nắm bàn tay em, thấy em khóc lóc rồi là kêu gào nhiều quá, thế là mẹ cứ nắm bàn tay em, thế mẹ bảo là con ơi thì những cái việc nặng nhọc thì mẹ gánh cho con, nhưng mà cái việc này thì là con phải tự bản thân con thôi, con cố gắng lên. Thế lúc này cảm giác rất là ấm áp, em lúc đấy em ứa nước mắt ra, cảm giác như là rất là thân thương và và lúc đấy mẹ em cứ bảo là cố gắng lên con, thế là kiểu em đứng như là tiếp thêm một cái nghị lực. Thì sau đó thì cũng vượt qua. Trong 3 ngày ở viện đấy thì mẹ cũng là người chăm sóc em chính. Khi mà y tá hoặc bác sĩ chưa đến kịp thì mẹ cũng chăm sóc những mọi thứ cho em, mà thường là chỉ mẹ đẻ mới làm thôi. Nên em cũng rất là biết ơn. Khi mà con 7 tháng ấy, em xin phép bố mẹ với ông bà là cho về nhà ngoại chơi với ông bà đấy, ông bà ở ngoại. Thì lúc đấy mẹ em lại bảo thôi thế để mẹ sang với con sang nhà ngoại luôn đấy ạ. Thế là mẹ cũng thấy em non nớt bấy bớt mà vụt về. Có nghĩa là bố ông bà ngoại không sang đón được thì thôi bà nội đưa cháu đi. Thế là trong cái lúc đưa đi thì cũng nhiều người ta bảo thôi nó sang đấy thì kiểu kệ nó sang thôi, thì bà làm gì bà phải đi. Nhưng bảo thôi kệ mọi người nghĩ nào nghĩ, nhưng tôi thì nghĩ khác. Thôi tôi cứ đưa cháu nó ra đấy cho nó được thoải mái, để mẹ con nó đi mình cũng không yên tâm. Thế là thôi ra đấy, thế là lại ở đấy chơi với nhà bà thông gia một tuần, chăm cháu ở ngoài đấy một tuần, không mới về. À, là bà nội cũng đi theo luôn một cái. Bà nội ở bên nhà bà ngoại đấy, luôn. Bà nội đi sang bà ngoại luôn. Dạ. Bố nó lại đi công tác. Dạ. Có hai mẹ con thôi thì mình nỡ lòng nào để cho hai mẹ con nó đi. Thì là thôi bà nội về đích thân đưa ra. Như vậy cái khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu đâu có còn gì nữa đâu, giống như là mẹ ruột rồi đi theo nói con. Nói chung là thôi mình cũng chẳng có cái gì đấy, có hai đứa con thôi thì mình cảm tưởng như còn giúp đỡ con dâu còn hơn con gái chứ. Dạ. Con quý chúng nó như là con gái có gì đâu, còn phải giúp nó hơn là con gái chứ. Con gái thì nó đi lấy chồng mình thì còn không giúp được nó mấy, chứ còn là chính ra toàn là giúp con dâu là nhiều. Đúng rồi, nếu mà bà nội mà nghĩ mà gọi là nhạy cảm là nội không bao giờ qua nhà bà ngoại đâu. Dạ. Không bao giờ qua mà ở luôn nhà bà ngoại để chăm cháu luôn. Dạ, ở chung nữa rồi. Hai việc này rất là nhạy cảm luôn. Ông bà ngoại là cũng thoải mái. Dạ. Hai nhà thông gia kiểu như một ấy. Và chương trình này cũng là rất là cảm ơn ông bà ngoại ấy đã sinh ra cháu mà cũng kiểu là cũng cho giúp đỡ các cháu ấy. Dạ. Thì các cháu mới được như ngày hôm nay. Có bao giờ con dâu làm cho bà ngoại nội buồn chưa? Thì có một lần như thế này này. Cả hai vợ chồng với cả hai đứa con đi chơi xong tối hôm đấy thì bạn ấy bảo là bạn của bạn đi ra, thì bạn ấy ngủ ở nhà bạn ấy để cho ba bố con về. Đêm hôm đấy thì cái thằng con út ấy nó cứ khóc nó gọi mẹ. Thế là ngày hôm sau bà mẹ tức quá, thế là bạn về mẹ ấy bảo đằng nào cũng đi chơi thì về ngày mai chồng với con cũng lại đi chứ không phải là không đi chơi đâu, mà lại ngủ ở đấy một đêm mới ở nhà bạn một đêm, thì để cho con với chồng về thì kiểu con bé ấy xong nó khóc. Vâng. Cứ khóc đêm đấy, nó cứ khóc luôn, nó gọi mẹ thôi. Vâng.
Thì mẹ chồng nào mà chồng bực. Mẹ chỉ nói thế là cô ta là từ tầng 1 là cứ déo chân lên tầng 2 ra chuyện thể hiện là gì đấy, là mẹ cũng bực, hôm đấy là cũng bực một lần đấy. Con xin lỗi mẹ. Y có mẹ chồng chăm luôn rồi. Cái hồi đấy thì nói là gì, ngày xưa thì các cháu thì cũng hai thằng nhá, rất là hay cũng ngủ với bè. Thế mà một thời gian kiểu bè cho về chơi với bè đấy, thế xong bắt đầu là lên cái. Chả biết mẹ nó lạnh như nào, thế là từ đấy giờ nó chả ngủ, chả nào ngủ mẹ nữa. Thế mà mình cũng muốn một đứa nó ngủ mình để cho vui. Thì mẹ cả cho nhà nó đỡ chật đi, kiểu mình cũng tâm lý mình cũng gì thế mà. Đấy, chả biết mẹ nó lĩnh kiểu chả nào ngủ mình nữa. Mẹ ơi. Kiểu về lên rồi cứ lĩnh quan thế là thôi, đứa nó chả ngủ đâu. Vâng, chứ còn trước là hai đứa là rất là dễ, bà đi đâu là bà cho đi là cũng đi ok. Hay là con dâu nó sợ ngủ với bà nội cực vất vả, thành ra cho con về ngủ để chăm sóc thôi. Thực ra thì cái này là do thói quen em chiều cái bạn bé đấy. Bạn lớn thì nhất là rất là nhát ma nên là bạn luôn luôn ngủ bám dịt mẹ từ bé, còn bạn bé thì lúc trước cũng ngủ với bà mà sau đó thì bạn hay kiểu sợ tí mẹ. Thế xong rồi mẹ chiều. Thế chiều thế là nó không sang ngủ bà nữa. Là... bà quay qua bà cho sờ ti bà nó cho về ngủ thôi, có gì đâu. Thế là bây giờ vẫn nó hai đứa nó vẫn bám dịp mẹ, cũng mệt lắm anh ạ. Sai lầm từ thời xưa lúc đấy. Từ thời đó đúng không? Vâng. Bây giờ là nó không bám bà nữa. Vâng. Để cho bà nghỉ ngơi, ban ngày bà đã rất là vất vả rồi đúng không ạ? Bây giờ Lộc có thể mời cô dâu qua bên kia mời tâm sự riêng chút xíu đi ha. Vâng. Đi hai chị qua đây ha. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ mời chị. Đấy, nãy giờ nghe mẹ nói cũng rất là nhiều. Và ngượng lắm. Dạ em thấy chị rất là muốn nói nhiều điều. Thì ở đây mình chắc mình có thể tiện hơn chút xíu. Vâng. Chị thấy là những cái điều chị muốn nói, muốn giải bày với mẹ, chị muốn nói nhất là điều gì? Mẹ đã ở với mình ấy là được 10 năm rồi thì hai mẹ con quá hiểu tính nhau. Đúng là mình rất là nhiều cái tính xấu như mẹ nói, vừa lười vừa đoảng rồi là không, tức là cái đấy mình không bao giờ giấu giếm. Mà ngay lúc đầu ấy, khi mẹ làm dâu cũng là mẹ ơi con đoảng lắm ấy, có gì mẹ dạy con với. Nên là mẹ cũng hiểu tính rồi. Trong quá trình sống với nhau thì từ những cái hành động hàng ngày, mẹ những tình cảm mẹ dành cho nhà mình ấy, thì mình cảm thấy là biết ơn mẹ. Và thấy rất là may mắn. Thậm chí đến bữa sáng ấy bà cũng chuẩn bị cho. Và đến cầm cơ quan thì mình hay khoe với các chị ấy là đây là mẹ em chồng em chuẩn bị cho em đấy. Các chị mày lùi thế. Nhưng mà thực sự đây mẹ em rất là tâm lý. Hồi nãy mẹ chị kể cái chuyện mà chị đi chơi qua nhà bạn ở có làm mẹ buồn thì ngoài cái chuyện đó ra thì mình còn những cái điều gì mà mình hối hận khi mà đã làm cho mẹ buồn không? Cũng xuất phát từ những cái thói quen sinh hoạt của mình thôi. Ví dụ như là có một hôm thì mình dậy muộn, không phải, thực ra không phải một hôm mà rất nhiều hôm nào cũng thế. Dậy muộn chắc là làm việc nhiều quá. Dậy muộn thì buổi tối thì mình thường hay thức khuya đấy. Buổi tối thì lúc ấy còn làm, khi mà làm công sở thì cứ phải 7 giờ ra khỏi nhà, lúc cứ 7 giờ kém mới dậy thì loạn, cứ loạn hết cả lên. Thế là lúc nào mẹ chồng thấy cái tình trạng mà cứ cập dập như thế rất là khó chịu. Thế mẹ bảo là chỉ có dậy để đi làm thôi mà cũng không xong. Đấy. Thế là lúc đấy vừa sáng ra thì mẹ đã nói câu như thế rồi thì kiểu cũng tủi thân ấy. Tủi thân và cũng lúc ấy là cứ kiểu trực khóc ấy. Mẹ con vừa dậy mà mẹ đã nói câu thế, cả ngày con sẽ buồn lắm đây. Kiểu nghĩ trong bụng thế đấy. Ra khỏi nhà thì mình thường sẽ chào mẹ. Mà hôm đấy thì lại phi thẳng ra còn không chào mẹ nữa vì lúc ấy nghẹn ấy. Không kiểu lúc ấy định khóc rồi. Thế không chào thế thì mẹ này, chắc là lúc đấy mẹ sẽ nghĩ là con này rất là hỗn. Đi mà không chào mẹ. Thực ra không phải. Mà mình thì lại hay có cái tính là cứ tủi thân ấy, hoặc là mặt mũi sưng xỉa hết cả lên, xong là mặt như cái thớt, như cái bánh bao ấy. Là chằm dằm á không? Kiểu thế, không dịu ngay được ấy. Cứ hầm hầm lên không? Lúc đấy thì kết quả là như thế. Thể hiện thể hiện vung văng, kiểu vung văng á. Thể hiện giống dựng cá chém thớt đấy, vậy đó hả? Dựng cá chém thớt. Lúc đó là mẹ chồng ức không? Cũng ức chứ, thể hiện ấy. Rồi sao? Không cãi nhưng hay thể hiện. Và lúc đó mẹ chồng nói luôn hay là chờ một thời gian sau mới nói với con dâu? Mẹ chồng không nói, chỉ nghĩ trong bụng thế, thể hiện. Nhưng có lúc phải nói với chồng, đấy, thể hiện ấy. À, nói với con trai mình đó hả? Vâng. Tại sao mình không nói với con dâu luôn? Bởi vì mẹ chồng con dâu rất là gọi là hợp với nhau mà.
Tôi thì Huyền này có cái tính thế này này, kiểu là về mấy ông xã thì ông ấy bẩn hay là cái gì thì hay nói, nhưng mà mấy con dâu thì mình rất chi là ngại, ngại kiểu là không muốn nói, để nói để bảo là mẹ chồng làm dâu cho nên là lại không muốn nói. Không nói sao nó biết được, mình phải nói cho nó biết chứ. Thì đấy, thế cho nên là cũng rút cái kinh nghiệm đấy, là mình không nói là cũng là cái sai lầm của mình. Giờ là cái rút kinh nghiệm là cái, có cái gì là không nên phải là cũng phải nói luôn. Chứ nếu như mình nói qua con trai mình á, nhiều khi con trai mình nói lại không có đúng ý của mình nữa. Thậm chí con trai bị cấu ấy. Anh con trai ở nhà cũng hay cấu nữa. Tức là trong một gia đình ấy thì con người chồng sẽ là người ở giữa mẹ dạ, chồng ấy. Rồi. Ví dụ mẹ không có gì thì mẹ lại nói với chồng, và hoặc là ví dụ như mình hôm nay bà thế này bà thế nọ thì mẹ nói với chồng. Thì chồng là người rất hiểu tính bà và cũng rất hiểu tính vợ. Dạ. Cũng chỉ là xoa dịu các mối quan hệ thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị ơi, tâm lý của em như vậy nè, mình về nhà mẹ chồng đúng không? Mình luôn phải nhường nhịn người trên chút xíu, mình luôn phải theo ý người lớn tuổi. Thì có bao giờ chị mong muốn là mẹ ơi, mẹ hiểu con vấn đề này đi, con muốn nói với mẹ như này, hay là mẹ ơi, có điều này mẹ chưa hiểu con nè, nhưng mà con phải làm sao? Có bao giờ chị muốn nói những cái điều đó chưa? Nói chung là mình cố gắng thể hiện bằng những cái hành động của mình thôi. Chứ còn lời nói đối với mẹ thì cũng ít lắm. Hoặc là cũng thi thoảng thì ví dụ hôm nào thấy mẹ buồn thì mẹ ơi con trẻ người non dạ quá, cái điều này mẹ bỏ qua cho con nhé. Thì lúc đấy mẹ cũng rất là vui vẻ. Mẹ bảo ừ thì mẹ con nghĩ gì đâu. Nhưng mà cũng có những lúc thì mình cũng giữ trong lòng, mình chưa tiện nói ra đấy thì Nhưng mà có bao giờ chị thấy là mẹ chưa hiểu mình ở một cái vấn đề nào đó chưa? Thường thì mẹ biết hết tính mình rồi. Nên là chị cũng không có gì để mà nói cho mẹ hiểu đúng không? Chị cũng không muốn là mẹ hiểu thêm mình ở một cái góc cạnh nào đó đúng không ạ? Qua chương trình này thì con cũng muốn gửi lời với mẹ là đây là những cái lời mà chị muốn nói từ lâu lắm rồi, mà có thể là ngại ngần mà chị chưa dám bày tỏ với mẹ chị. Thì là nghe con dâu gửi lời với mình chưa? Mẹ ơi thì trong 10 năm qua con biết là mẹ vì con mà mẹ đã ra bố ra quê hương. Và mẹ chăm sóc gia đình con rất là chu đáo, mà trong khi đó con cũng không chưa chọn được cái trách nhiệm làm dâu. Nên là con có gì không phải con xin lỗi mẹ. Thôi qua đây xin lỗi thôi, ngồi bên đó mình qua với mẹ nha. Xin lỗi mẹ không nghe đâu. Con dâu nó đang xin lỗi mình đó. Xúc động quá, quá hả? Con cũng muốn khóc theo chị. Xúc động. Em thì đúng em rất là đoản mọi thứ ấy, nhưng mà mẹ em rất là thông cảm cho em, kiểu coi như là con gái đấy. Em rất là may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Có bao giờ con dâu mình xin lỗi như vậy chưa? Chưa đấy, chưa. Nãy giờ tại vì qua bên kia nó mới dám xin lỗi, chứ ngồi đây cũng dám luôn. Vâng. Con dâu xin lỗi rồi, mẹ nói gì đi. Thì thôi, thì cũng qua cái chương trình này thì con cũng nên rút kinh nghiệm. Mẹ cũng chỉ mong con là thôi, từ bây giờ trở đi là gọn gàng hơn chút, sạch sẽ hơn chút. Đấy, thế là được. Dạ vâng ạ. Con sẽ cố gắng gàng hơn chút, sạch sẽ hơn chút. Mẹ làm cái gì người ta phải chú ý. Vâng. Làm đâu cho nó gọn đấy luôn. Ui, tính hay quên lắm. Hay quên lắm. Vừa ấy bỏ máy vào bát để rửa bát rồi nhưng chẳng bấm máy. Có lần thì mẹ giục là tí nữa bấm máy đi nhá, không lại quên. Thế xong ra ngồi điện thoại quên luôn. Để sáng mai mẹ lại xuống mẹ bấm. Nhiều lúc mẹ em chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà đấy, thì mẹ vẫn biết tính em hay quên đấy. Thậm chí là cũng vâng để tí con cầm đi, nhưng mà lại quên, nên là mẹ còn phải cầm cả cái hộp thức ăn đấy để cạnh cái túi của mình, để khi mà mình lúc nào kiểu cái túi không mà quên được mà. Thế thì nó để cầm sách đi, đáng chí lắm ạ. Bây giờ là mẹ chồng cứ nhắc con dâu suốt rồi hả? Vâng. Đấy là thông qua chương trình này tôi cũng muốn là làm cái gì thì làm, nhưng mà thôi, cứ về cái việc gia đình thì nó cũng phải gọn gẽ sạch sẽ đã. Vâng. Xong bắt đầu là mới nghĩ đến cái việc gì mà làm cái gì là phải chú tâm vào cái việc đấy, làm cho nó gọn gàng, chứ không cứ quên. Con thấy câu chuyện nãy giờ thì cô là người rất là thương chị, cô luôn hy sinh rất là nhiều. Vâng. Dạ. Nói chung là cũng hy sinh, mà không hy sinh để ông xã mỗi mình ở nhà lên đây chăm chúng nó hàng 10 năm rồi.
Vậy vậy nếu như vậy thì cô có mong muốn là đưa bác trai lên ở cùng hay là cả nhà mình về sống ở dưới bác trai hay như thế nào không cô? Ôi cô, cái đấy mong muốn thì cũng không được, thì thôi thì cô cũng chỉ có bằng cách này thôi. Ít nữa các bạn ấy lớn lên tí nữa thì thôi cô sẽ về chăm chú thôi, chứ còn hy vọng gì các bạn ấy về dưới đấy. Dễ gì nó cho về. Làm sao được, nó làm ở trên này chứ nó không về dưới đấy sống được với mình. Bây giờ là công việc ở Hà Nội hết rồi, đâu có về được đâu. Thì đấy, công việc thì ở Hà Nội hết rồi. Thôi chắc tìm cách đón chú lên thôi. Thì lên thì hơi khó. Lên thì kiểu cũng hơi khó. Còn hai cụ ấy nhất, cái thứ hai nữa là kiểu ở quê nó cũng thoải mái hơn đi. Bây giờ coi như mẹ hy sinh hết cho cháu, cho con rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với những hình ảnh sau đây. Mời mẹ chồng nàng dâu. Con chào mẹ và vợ yêu quý. Hôm nay cả hai tình yêu của con tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, nhưng con cũng có đôi lời muốn nhắn đến mẹ và vợ. Rất tiếc là hôm nay con lại đang ở cách xa Việt Nam đến nửa vòng trái đất, nên không về để cổ vũ cho hai mẹ con được. Mẹ và vợ ở nhà vẫn luôn luôn là chỗ dựa vững chãi để cho con yên tâm công tác. Mẹ đã rất vất vả, đã hơn 10 năm nay kể từ khi sinh con tít. Mẹ đã ở cùng chúng con trong một thời gian rất là dài, nên con nghĩ là quan hệ của mẹ và Hồng là quan hệ mẹ con ruột thịt, không chỉ đơn thuần là quan hệ mẹ chồng nàng dâu nữa. Con vẫn luôn luôn vui và tự hào vì mẹ và vợ luôn luôn có sự chia sẻ, yêu thương. Từ lớn đến mấy, bọn con và các cháu vẫn luôn cần những sự chỉ bảo của mẹ. Con luôn luôn biết ơn mẹ vì điều đó. Con chúc mẹ và vợ có những phút giây thật vui vẻ khi tham gia chương trình. Chúc cả nhà mình luôn luôn hạnh phúc. Con yêu mẹ và vợ rất nhiều. Hôm nay là lẽ ra thì anh cũng đi theo, cũng được cả gia đình vào đây muốn quay đi. Rồi là đi du lịch luôn, nhưng mà lại có công tác đột xuất ấy, nên có hai mẹ con vào thôi. Thôi nói chung là bây giờ mẹ con ở gần với nhau rồi, mẹ thì con đã chia sẻ thẳng thắn với nhau những vấn đề rồi. Mai mốt có gì thì cô cũng nói thẳng với con dâu thôi. Để mẹ con cũng khắc phục tại chỗ để có thể hoàn thiện cái tình cảm giữa mẹ chồng con nàng dâu. Chứ bây giờ nếu mà cứ để con dâu không hiểu rồi nó thể hiện nữa rồi mình bực mình nữa, mình không có khỏe nữa cô hả? Vâng, chắc chắn là sẽ có những món quà bất ngờ dành tặng cho cô nữa. Dạ, em xin mời chị ạ. Mẹ ơi thì những cái gì mà mẹ đã làm cho chúng con ấy thì không gì có thể sánh nổi. Cái món quà này rất là nhỏ thôi để thể hiện tấm lòng của con, mong mẹ thấu hiểu. Mẹ cảm ơn con. Wow. Mở quá, không biết trong đó là cái gì nhỉ? Wow, có một bức thiệp áo dài. Dạ, mẹ em thì rất là thích tham gia các chương trình văn nghệ nên là thường xuyên mặc áo dài, nên là hôm nay em tặng mẹ em một chiếc áo dài. Đọc cái thiệp con dâu nó. Ôi, thiệp của người ta mà đọc được không? Được. Được không? Được. Nhìn hơi mờ. Con dâu đọc đi. Vâng ạ. Mẹ ơi, con luôn nghĩ rằng con là người con gái may mắn nhất trên đời khi được làm con dâu của mẹ. Mỗi phút, mỗi giây con đều ghi nhớ và biết ơn những hy sinh và vất vả của mẹ đã dành cho gia đình nhỏ của con. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, mãi là điểm tựa ấm áp cho gia đình mình ạ. Hai mẹ con ôm nhau mẹ nào. Cảm ơn. Wow, chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày rất là đặc biệt và ý nghĩa đối với hai mẹ con và cả gia đình mình nữa, đúng không cô? Dạ. Chiếc áo dài kỷ niệm để mẹ thì có thể đi tiệc được kia tốt hơn nhé. Vâng. Hy vọng rằng cái mối lương duyên mẹ con sẽ thắt chặt, yêu nhau nhiều hơn nữa. Cảm động quá. Dạ, cảm động quá. Dạ, cảm ơn câu chuyện của gia đình mình rất là ý nghĩa và hay.